Isaac Hayden, 26 tuổi, một trung vệ, và Freddie Woodman, 24 tuổi, là thủ thành của Newcastle United. Hãy quy tội cho hai người này, và hẳn là họ cũng đã hối hận lắm khi chính là những người mắc lỗi đầu tiên, trực tiếp làm sổ lồng con quái vật mang tên Cristiano Ronaldo trong lần thứ hai nó trở lại Premier League. Một người thì theo kèm không chặt, còn một người thì bắt không dính, làm ói bóng ra vào con quái vật chỉ chờ có thế. Nó lặng lẽ lẻn xuống như nước chảy, lạnh lùng như đang cover bản opera bóng ma trong nhà hát, và rồi không cho đối thủ vừa sai lầm một cơ hội sửa chữa nào để lập công cho bầy quỷ. Đó là ngày 11 tháng 9 vừa qua trên sân Old Trafford, khi Cristiano Ronaldo chạy ung dung ra các khán đài giữa một rừng những tiếng hô vang rồi bật cao, đáp đất ăn mừng theo phong cách thương hiệu quen thuộc. Bàn thắng đầu tiên sau khi trở lại khoác áo Manchester United được ghi ngay ở lần đầu tiên xuất trận sau ngày trở về nhà. Quả là một khởi đầu như mơ. Ngày hôm nay chúng ta nhắc lại bàn thắng này cũng bởi chính nó đã mở hàng cho một khởi đầu như mơ khác của CR7, nhưng ở quy mô lớn hơn một chút. Cách đây chỉ mười mấy tiếng đồng hồ, ban tổ chức Premier League đã công bố các giải thưởng cá nhân trong tháng 9. Và cũng chính CR7 chứ không ai khác được vinh danh ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất. Xét về tầm vóc và xét rộng ra sự nghiệp của một cầu thủ từng 5 lần giành quả bóng vàng thế giới, 2 lần giành The Best hay 4 lần giành chiếc giày vàng châu Âu mà nói, giải thưởng này chẳng khác gì muối bỏ bể và là một danh hiệu cá nhân nhỏ tiếp theo mà anh nhận cho vui cửa vui nhà. Nhưng xét về tính thời điểm mà nói thì đây lại là một sự tôn vinh đầy quan trọng. Trước hết, nó giúp Man United chứng minh được họ hoàn toàn đúng khi khiến đại kình địch Man City bốc hơi trên bàn đàm phán hồi mùa hè để đưa CR7 trở lại mái nhà xưa. Còn với cá nhân tuyển thủ Bồ Đào Nha, đó cũng là lời khẳng định đanh thép với cả đẳng cấp lẫn phong độ, chứng tỏ anh vẫn còn đủ sức làm đầu tàu dẫn dắt Quỷ Đỏ trên con đường chinh phục những danh hiệu. Trong một tháng vừa qua, ngoài pha lập công kể trên trước Newcastle, Ronaldo còn phá lưới chích chòe thêm một lần nữa trong hiệp 2 trận đấu ấy sau khi đội khách bướng bỉnh gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp 2. Một bàn mở tỷ số, một nâng tỷ số lên 2-1, cả hai pha lập công rõ ràng đều mang ý nghĩa quan trọng. Đặc biệt, pha bứt tốc để nhận đường truyền của Luke Shaw rồi dứt điểm sau Kim Woodman để ghi bàn thắng thứ hai là rất ấn tượng, đậm chất ngoạn Anh và gợi nhớ bóng hình của chính anh trong màu áo đỏ ở giai đoạn đầu tiên khoác áo Man United. Mang ý nghĩa tương tự là bàn còn lại của CR7 trong tháng này trên sân Olympic London của West Ham vào giữa tháng 9, khi bầy quỷ bất ngờ nhận một nhát kiếm của Benrahma ở phút 30, cũng chính siêu sao Bồ Đào Nha san hòa cách biệt một cách nhanh chóng với pha lèn xuống dứt điểm rồi đá bồi cận thành. Không gì hoàn hảo hơn để miêu tả cho màn trình diễn ấy bằng từ uy tín. Mặc dù đến cuối tháng Ronaldo đã không thể giúp Man United tránh khỏi thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Aston Villa ở vòng 6 Premier League, dẫu anh được đá trọn vẹn hơn 90 phút, nhưng xét màn trình diễn tổng thể trong cả tháng, anh vẫn được ban tổ chức giải chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9. Nói một chút về lịch sử thì đây cũng là một giải thưởng rất ý nghĩa, khi trước đây lần gần nhất mà Ronaldo giành được danh hiệu này cũng đã từ tận tháng 3 năm 2008, khi mà anh còn đứng cạnh Sir Alex Ferguson, người cũng được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất Premier League tháng đó. 13 năm đã trôi qua rồi, giữa khoảng trống mênh mông ấy, Ronaldo đã cất bước sang La Liga, Serie A, làm được thật nhiều những điều vĩ đại trước khi trở về Premier League và chạm vào lại những kỷ niệm, cũng như là bảo chứng cho cả hiện tại và tương lai của Quỷ Đỏ khởi nguồn từ danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của tháng lần này. Đáng chú ý với sự kiện này, Ronaldo cũng đã cân bằng kỷ lục của đồng đội cũ Wayne Rooney trong màu áo Man United khi giành được tổng cộng 5 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng khi khoác áo Quỷ Đỏ. Xét rộng ra trên bình diện Premier League thì đôi bạn thân một thời ở Old Trafford này đang sánh ngang với Robin van Persie trong phương diện những người từng giành giải thưởng cá nhân này nhiều nhất. Họ chỉ kém Steven Gerrard, Harry Kane, những người từng giành nó 6 lần, và đặc biệt là Sergio Aguero, từng 7 lần được chọn là cầu thủ của tháng. Điểm đáng chú ý là trong giai đoạn tỏa sáng rực rỡ của Man United ngày xưa, chính Ronaldo cũng chỉ có 4 lần được vinh danh như thế. Chi tiết cho thấy danh hiệu này không chỉ muốn là được đâu. Bởi để giành được nó, rõ ràng anh đã phải vượt qua những cái tên xuất sắc khác. Cụ thể lần này là João Cancelo, Antonio Rüdiger, Alan Saint-Maximin, Ismail Assar và đặc biệt là Mohamed Salah. Trang Squadca thậm chí còn đưa ra một so sánh ngay sau khi Ronaldo được trao giải thưởng, và những con số chi tiết cho thấy vua Ai Cập của Liverpool cũng xứng đáng như thế nào, thậm chí có một vài phương diện trội hơn một chút. Cụ thể xét về số bàn thắng, cả hai đều có 2 pha lập công. Về số kiến tạo, cả hai đều không có. Về số cú sút trúng đích, Ronaldo có 7 nhưng Salah có 9.
về số cơ hội tạo ra, Ronaldo có 2 nhưng Salah có 7. Về số lần qua người thành công, CR7 có 1 nhưng Salah có đến 5. Số lần chạm bóng trong vòng cấm, Ronaldo có 25, Salah có 22 lần trong tháng 9. Cuối cùng là số thắng tranh chấp tay đôi, Ronaldo có 5 nhưng Salah có 10. Nói về Salah, cầu thủ người Ai Cập cũng có màn chạy đà hoàn hảo khi ngay lập tức chạm tới cột mốc 100 bàn thắng tại Premier League trước đối thủ Leeds United. Salah đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ châu Phi thứ hai chạm tới cột mốc này bên cạnh voi rừng Didier Drogba. Tuần đầu tiên của tháng 9 đã diễn ra suôn sẻ như thế và kể từ đó, không một trận đấu nào là anh không ghi bàn. Ở một mùa giải mà Liverpool đang gặp những bất ổn sau chấn thương của Firmino và phong độ sa sút của Sadio Mane, Salah vẫn luôn ở đó và tỏa sáng đúng vào thời khắc đội bóng cần anh nhất. Trong một trận đấu được dự báo là đầy khó khăn trước cầu thủ Leeds United, bàn thắng sớm của tiền đạo người Ai Cập như giải tỏa tất cả. Trong một ngày mà Mane chơi tệ, Jota vô duyên, thì Salah vẫn ở đó với cú đệm lọc nhẹ nhàng vừa đủ để hạ gục thủ thành Meslier và điền tên mình vào lịch sử. Sự ăn ý với người đồng đội Arno bên hành lang cánh phải theo hướng tấn công của cầu thủ Liverpool đem đến cho đoàn quân của Jurgen Klopp thứ vũ khí lợi hại. Salah quá hiểu Arno và ngược lại, Arno cũng rất hiểu Salah. Phong độ cao của cặp đôi này chính là thứ vũ khí lợi hại của Liverpool bên hành lang cánh phải. Salah mùa này cũng cho thấy anh đang cực kỳ thính nhạy với các bàn thắng. Đôi khi không cần dây dắt quá nhiều, tiền đạo người Ai Cập đơn giản là biết mình cần xuất hiện ở đâu và vào thời điểm nào để kết thúc pha bóng. Nếu như bàn thắng vào lưới Crystal Palace chỉ đơn thuần là cú dứt điểm cận thành đơn giản sau tình huống bóng bật ra sau cú đánh đầu không thành của Van Dijk, thì bàn thắng trước Brentford lại mang nhiều dấu ấn của anh về mặt di chuyển. Sự thính nhạy trong các khoảng trống giúp anh đón đường truyền dài đầy nhạy cảm của Fabinho trước khi sút tung lưới bảy ong. Đó có lẽ là điểm đặc biệt đã giúp Salah có được thành tích ghi bàn đầy ấn tượng tính cho đến thời điểm này. Salah đã ghi 3 bàn thắng trong cả 3 trận đấu liên tiếp đầu tiên trong tháng 9. Tháng 9 có lẽ vẫn không thực sự trọn vẹn với Liverpool bởi 2 trận hòa đáng tiếc trước Man City và Brentford. Sau cùng phong độ hủy diệt của Mohamed Salah là thứ khiến tất thầy đều phải thán phục. Nhưng thực tế đó dẫn đến việc giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng được trao cho Ronaldo đang làm dấy lên những tranh cãi trong cộng đồng những người theo dõi Hoàng Anh, từ khán giả cho đến những chuyên gia. Nhiều cổ động viên cho rằng kể cả fan của Ronaldo cũng phải đồng ý rằng Salah xuất sắc hơn trong tháng vừa qua vì CR7 đã giành giải nhờ một phần lợi thế vì tên tuổi lớn và hot hơn của mình. Thậm chí có người nghiêm túc hơn còn bảo việc CR7 được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League trong tháng mà Salah tái xác nhận bản thân ở cương vị một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không khác gì một trò đùa. Nếu những nhận định từ trên khán đài ấy chưa đủ uy tín thì đây là phần lên tiếng của cựu danh thủ Gary Lineker. Ronaldo đã xuất sắc trong tháng 9 nhưng Salah mới nên là người giành được giải thưởng này. Nói thế để thấy cả Ronaldo và Salah đều là hai cầu thủ đã thể hiện tốt trong tháng vừa qua ở xứ sở sương mù. Và khi kết quả đã được ban tổ chức xác nhận, tức không thể thay đổi nữa, thì màn tranh cãi rằng ai xứng đáng hơn ai trong tháng này hoàn toàn có thể kéo dài đến mãi mãi. Nhưng ai cãi thì cãi, các cầu thủ có lẽ cũng không mấy bận tâm đến một giải thưởng mang tính chất ngắn hạn như thế này. Riêng với Ronaldo, anh chỉ đơn giản là đã có một tháng đầy nỗ lực và được vinh danh. Chính CR7 cũng đã có những phát ngôn đầy khiêm tốn sau khi biết tin nhận giải. Thật vinh dự khi được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng trong số rất nhiều cầu thủ hay ở Premier League. Và xin cảm ơn tất cả các đồng đội tại Man United. Tôi đã không thể làm được gì nếu không có họ. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và kết quả sẽ đến.